Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước về đề tài mà chuyên mục chứng khoán cuối tuần sẽ tiếp tục triển khai trong tuần này sẽ mang đến câu chuyện nào? Những vướng mắc tiếp theo của quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là gì? Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa có những thay đổi gì? Có mang lại lợi ích cho cổ đông hay không? Chứng khoán cuối tuần này với chủ đề cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vướng ở đâu? Phần 2 sẽ tiếp tục câu chuyện về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Trước khi tìm hiểu tiếp về những vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về câu chuyện của một doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa và cũng đang nằm trong kế hoạch phải tiếp tục thoái vốn của nhà nước, nhưng kế hoạch thoái vốn vẫn dậm chân tại chỗ. Điển hình là Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí, mã chứng khoán DPM. Dù có lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường, nhưng cổ phiếu của doanh nghiệp này lại liên tục sụt giảm trong vài năm trở lại đây. Một dấu hỏi về quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cổ phiếu mã DPM cổ tức đã giảm đột ngột từ 20% năm 2017 còn 10% năm 2018. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này cũng giảm đáng kể, trong khi kế hoạch doanh thu năm 2018 của doanh nghiệp vẫn dự báo là 8.888 tỷ đồng, tăng 11,2%, thì lợi nhuận sau thuế mà hội đồng quản trị đặt ra chỉ là 404 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2017. Chả có một ngành, chả có một cái công ty nào mà người ta đang sản xuất bình thường như này, xong người ta lại giảm gì đến 50%. Nhìn thấy chuyện mơ mà chuyện thật. Nếu những người mà đã nói rằng giảm doanh thu đi như vậy thì những người chứng tỏ không đủ khả năng lãnh đạo. Thực tế, cổ phiếu DPM đã lao dốc không phanh không chỉ trong nửa năm mà đã vài năm nay. Giá cổ phiếu DPM đạt đỉnh là 80.000 đồng vào năm 2007, xuống 34.000 đồng vào năm 2012, 27.000 đồng vào tháng 11 năm 2017 và hiện tại chỉ 17.000 đồng. Trong khoảng thời gian một năm vừa qua thì cổ phiếu Đạm Phú Mỹ đã suy giảm, và sự suy giảm của cổ phiếu này là sự suy giảm trước ngay cả khi thị trường suy giảm. Bởi lẽ chứng khoán Việt Nam chỉ mới suy giảm trong vòng 2 đến 3 tháng trở lại đây. Những nhà đầu tư lớn cũng như những cổ đông nội bộ trong công ty đã nhìn thấy trước cái xu hướng suy giảm trong hoạt động kinh doanh của Đạm Phú Mỹ và đã bán cơ cấu cổ phiếu này ra ngoài thị trường, khiến cho cái lực bán lớn hơn là lực mua cổ phiếu và đã khiến cho giá cổ phiếu có sự suy giảm rất là mạnh mẽ trong vòng 1 năm vừa qua. Nhiều chuyên gia luật nhận định, việc cổ phiếu của một doanh nghiệp nhà nước giảm ngoài chuyện thất thoát, đằng sau đó là việc quản trị của doanh nghiệp. Nhà nước mà vẫn cứ duy trì cái tỷ lệ vốn quá bán để dẫn đến cái quyết định chi phối doanh nghiệp ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thị trường, đến những cái cổ đông khác. Nó sẽ không còn là khách quan, nó sẽ không thực sự là cạnh tranh theo đúng cái nghĩa của cổ phần hóa, đúng cái yêu cầu mong muốn mà nhà nước đặt ra cũng như là các cái cổ đông kỳ vọng. Hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đang nắm giữ 75% tại Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Đạm Cà Mau và hơn 61% tại Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM. Liên quan đến việc thoái vốn của tập đoàn tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đạm Phú Mỹ, mã DPM và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Đạm Cà Mau, mã DCM. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn ngày 11 tháng 8 năm 2017, tập đoàn này sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại Đạm Cà Mau từ 75,56% xuống 51% vốn điều lệ và giảm tỷ lệ nắm giữ tại Đạm Phú Mỹ từ 61,38% xuống 51% vốn điều lệ trong giai đoạn 2017 và 2018. Ý kiến của Bộ Tài chính đề nghị tập đoàn báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn tại hai doanh nghiệp này, đảm bảo đến năm 2020 chỉ còn nắm giữ 36% vốn điều lệ. Trên đây chỉ là một trong nhiều trường hợp tỷ lệ nhà nước nắm giữ vẫn còn lớn. Các ngân hàng lớn cũng có tỷ lệ nhà nước nắm giữ cao và cần phải tiếp tục thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ riêng 4 ngân hàng cũng đã chiếm đến 40% vốn điều lệ của toàn hệ thống. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6, vốn điều lệ của các ngân hàng có vốn nhà nước như BIDV đạt hơn 34.187 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 95,28%. Vietcombank hơn 35.977 tỷ đồng, nhà nước nắm giữ 77,1%. Vietinbank 37.234 tỷ đồng, nhà nước nắm giữ 64,46%. Agribank 29.126 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 100%.
Theo các chuyên gia, nếu nhà nước cứ duy trì tỷ lệ vốn quá bán để quyết định chi phối doanh nghiệp, tập đoàn lớn và hệ thống ngân hàng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, đến các cổ đông và sẽ không còn khách quan, không đảm bảo thật sự cạnh tranh theo nghĩa cổ phần hóa, theo yêu cầu mong muốn mà nhà nước đặt ra cũng như sự kỳ vọng của các cổ đông. Ngoài đơn vị trên khó thoái vốn nhà nước do tỷ lệ sở hữu nhà nước vẫn lớn, thì nhiều doanh nghiệp khác cũng đang gặp vướng ở tỷ lệ sở hữu của cổ đông. Điều này dẫn đến việc là khó tìm cổ đông chiến lược. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. Ngoài việc xin giãn thời hạn thoái vốn, Petrolimex cũng đề xuất được mở room ngoại cho tập đoàn lên 49% từ mức 20% vốn điều lệ như hiện tại. Việc kiến nghị nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Petrolimex là nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thành công việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp này. Việc nới room cho nhà đầu tư ngoại từng được Petrolimex kiến nghị trước đây. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tạm thời duy trì room ngoại tại Petrolimex không quá 20% vốn điều lệ. Trong công văn này, người đại diện vốn tại Petrolimex cho rằng nếu theo tỷ lệ cho phép tối đa của chính phủ là 20%, thì tỷ lệ còn lại dành cho nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ còn hơn 9%, tương đương 116 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ 9% này quá nhỏ, không đủ hấp dẫn và khó thu hút được dòng vốn ngoại đầu tư mua cổ phiếu của Petrolimex. Theo Petrolimex, đối với những lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, chính phủ đang mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia trực tiếp và gián tiếp vào thị trường xăng dầu để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước. Ví dụ như trường hợp của công ty Idemitsu Q8 là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài đã cấp phép kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và rất nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đã mua cổ phần của các công ty kinh doanh xăng dầu đang niêm yết như Petrolimex, Comeco, Timeco, công ty thương nghiệp Cà Mau. Gần đây nhất, chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cổ phần hóa cho PVOI, trong đó cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại PVOI với room ngoại là 49%. Tổng công ty Viglacera là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Trong cơ cấu cổ đông của VGC, Bộ Xây dựng đang là cổ đông lớn nhất, sở hữu 53,97%. Theo quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ, VGC nằm trong danh sách phải thoái vốn nhà nước, hoàn tất vào năm 2019. Theo đó, tổng công ty dự kiến sẽ xây dựng và triển khai phương án thoái vốn nhà nước xuống 36% trong tháng 5 năm 2018, sau đó thoái toàn bộ trong năm 2019. Tại đợt giao dịch thoái vốn vừa qua, theo dự kiến được thực hiện trên HNX, từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 21 tháng 7, thông qua giao dịch khấp lệnh để giảm tỷ lệ sở hữu của nhà nước từ 54% xuống còn 36%. Tuy nhiên, giao dịch thoái vốn đã không thành công. Điều này có thể sẽ buộc Bộ Xây dựng phải gia hạn thời gian thoái vốn và tiếp tục được thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Đối với nhà đầu tư chiến lược, thường trả giá cổ phiếu cao hơn thị trường, cổ phiếu VGC cũng không chắc sẽ dễ bán. Do có ngành nghề kinh doanh bất động sản, khối ngoại chỉ được sở hữu tối đa 49% VGC, trong khi tỷ lệ hở room còn lại hiện khoảng 31%. Điều này giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Nếu không tìm được cổ đông chiến lược, VGC có thể gặp khó khăn trong đổi mới công tác quản trị, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động, vốn là kỳ vọng chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đầu ngành sau khi thoát bóng nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh tổng công ty đang nỗ lực tái cấu trúc, thoái vốn, tinh gọn bộ máy. Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong NTP hiện là một trong hai doanh nghiệp đầu ngành ống nhựa xây dựng. Hiện nay SCIC là cổ đông lớn nhất tại NTP với tỷ lệ sở hữu 37%, sau đó là Sekisui Chemical 15%. Trong năm 2017, thị trường có nhiều đồn đoán về khả năng cổ đông ngoại Nawa Plastic Thái Lan và Sekisui Nhật Bản sẽ tham gia mua cổ phần NTP do SCIC thoái vốn. Tuy nhiên, Nawa Plastic sau đó đã thoái toàn bộ 23,84% vốn tại NTP và trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 11 năm 2017, cổ đông Sekisui cho biết chưa có ý định nâng tỷ lệ sở hữu tại NTP. Cũng tại đại hội này, Đại hội đồng Cổ đông NTP đã không thông qua phương án nới room từ 49% lên 100%. Cái khó là nhựa Tiền Phong chưa nới tỷ lệ sở hữu tối đa room cho nhà đầu tư nước ngoài vì còn ngành nghề kinh doanh đầu tư bất động sản, bởi vậy có thể ảnh hưởng tới sức cầu của đợt thoái vốn.
SCIC đã tính đến việc bán cổ phần theo lô, theo đó chia số cổ phần chào bán thành các lô, có lô dành cho nhà đầu tư nước ngoài để khóa room ngoại, có lô dành cho nhà đầu tư trong nước. Đây chỉ là 3 câu chuyện của 3 doanh nghiệp gặp khó trong quá trình cổ phần hóa thoái vốn nhà nước do vướng tỷ lệ sở hữu. Thực tế còn nhiều doanh nghiệp khác cũng gặp khó bởi tỷ lệ nắm giữ của nhà nước còn lớn. Điều này khiến các cổ đông chiến lược, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, e ngại tham gia bởi không thể tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp. Để có được câu trả lời về những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tổng công ty tập đoàn nhà nước trong quá trình cổ phần hóa thoái vốn và Bộ Tài chính đang có những biện pháp gì để xử lý những doanh nghiệp chây ì trong việc cổ phần hóa thoái vốn cũng như hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình này, phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình phỏng vấn với kênh truyền hình VTV. Thưa ông, quá trình cổ phần hóa và thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước từ đầu năm 2018 đến nay được đánh giá là rất là chậm chạp. Vậy thì theo ông, những nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng này ạ? Ở những cái đơn vị mà vẫn còn song trùng, cơ quan đại diện kiêm, cơ quan quản lý nhà nước, thì cái việc quyết sách bao giờ nó cũng chậm hơn và thường lâu hơn về cái tính chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước gắn chặt với cái việc quyết sách của mình. Thì như vậy thì nó sẽ làm cản trở. Đây là cái thứ hai, là trong quá trình thoái vốn thì các công tác chuẩn bị của các cái doanh nghiệp khi thoái vốn thì người ta làm chưa được tốt. Cái việc công khai thông tin để kêu gọi các nhà đầu tư cũng có lúc này lúc khác còn chưa rõ ràng. Lấy một ví dụ là ở tổng công ty phân đạm hóa chất dầu khí thì họ phải thoái vốn theo đúng lộ trình là đến năm 2020 về 35% và 2018 là 50%. Tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa có động thái gì cũng như chưa có một thông tin gì về thoái vốn nhà nước tại đơn vị này. Ý kiến của Bộ Tài chính về đối với cái trường hợp này như thế nào? Thế cái việc thoái vốn là thuộc trách nhiệm của hội đồng thành viên của tập đoàn dầu khí. Thế thì rõ ràng cái việc thoái vốn vừa qua họ chậm. Chúng tôi cũng đã tham gia và có ý kiến đôn đốc, và rõ ràng là theo cái lộ trình thì là năm 2018/2020/35 thì bây giờ đã chậm rồi. Thì cái cạnh tranh của các hàng hóa phân bón từ ASEAN vào thì cũng tác động nhiều đến cái thị phần của doanh nghiệp, và chúng ta cũng phải thấy là trong thời gian qua thì cái doanh nghiệp này nó cũng được bao cấp với cái đầu vào là giá khí thấp hơn thị trường, cho nên nó có những cái lợi thế nhất định. Chính bây giờ chúng ta phải trả lại với thị trường, theo đó là gì, đầu ra để sao theo giá khí thị trường và phải cạnh tranh. Thì rõ ràng như vậy thì họ phải có đề án, phải xây dựng lại cái chiến lược kinh doanh và cái đề án kinh doanh phù hợp với cái tình hình thực tế mới. Thì rõ ràng như vậy thì nó sẽ có những cái tác động nhất định đến cái việc thay đổi quản trị, thay đổi cả những người lãnh đạo cũng phải có những thay đổi nhất định. Do đó thì đây là một quá trình tái cơ cấu và cái quá trình chuẩn bị để đảm bảo là gì, thoái vốn thành công. Thế thì chúng tôi cho rằng là đấy là một trong những cái giải pháp của doanh nghiệp cũng cần phải đưa ra, phải xây dựng lại thêm cái định hướng mình ở đâu và mình có làm được không. Thế còn cái việc mà lùm xùm của các cổ đông thì chúng tôi mới thấy vừa qua thì có một số báo chí đưa, nhưng mà cái thông tin đấy chưa chính thống nên chúng tôi cũng chưa tiếp cận và cũng chưa có văn bản nào của chúng tôi. Thì qua vừa rồi chúng tôi chỉ thấy là vấn đề là gì, cái thành có ý kiến về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần, thì vấn đề này cũng được Ủy ban Chứng khoán giải đáp rồi và tuân thủ theo đúng cái quy định về quản trị doanh nghiệp công ty niêm yết. Thì vấn đề này thì bên hội đồng đại hội cổ đông của doanh nghiệp sẽ phải tiến hành vấn đề này, và tập đoàn dầu khí Việt Nam với cổ đông lớn sẽ phải chỉ đạo người ta thực hiện đúng quy định. Ông có đánh giá như thế nào về cái tỷ lệ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay ạ? Chúng ta cần có những cái thay đổi như thế nào về tỷ lệ này để có thể thu hút được các nhà đầu tư chiến lược ạ? Phải nói rằng là gì, quá trình cổ phần hóa chúng ta thời gian qua tổng kết và thống kê lại thì chúng ta mới bán được 8% vốn nhà nước. Như vậy là nếu mà giả sử nhà vốn nhà nước là 100% thì cơ bản là chúng ta mới bán được 8, còn lại hơn 90%. Như vậy một nhà đầu tư khi đầu tư vào một doanh nghiệp, nếu mà người ta không làm chủ đồng vốn của mình thì rõ ràng người ta sẽ e rè và người ta sẽ chỉ là đầu tư theo cơ mạo hiểm, đầu tư theo hướng là gì, kiếm lời thôi, chứ không phải đầu tư theo hướng ý nghĩa là ở lâu dài. Thế chính vì thế cho nên là rất nhiều các ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đảng của nước cũng như cả các chuyên gia nói rằng là chúng ta phải thu hẹp nhanh, phải thu bán vốn nhà nước theo ý nghĩa đúng bán, là chúng ta phải thay đổi hoàn toàn bản chất, có nghĩa là gì, phải giảm tỷ lệ vốn nhà nước ở những lĩnh vực không nắm giữ
và nhà nước không nắm giữ nữa, họ bán với tỷ lệ lớn để thu hút các nhà đầu tư, các cổ đông có tiềm lực và muốn ở lại lâu dài, người ta sẽ đầu tư mua nhiều hơn để người ta vào đầu tư doanh nghiệp, lấy cái mục tiêu mà sản xuất kinh doanh là chính chứ không phải mục tiêu là kiếm lời. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục về đề tài về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong chương trình chứng khoán cuối tuần tới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.